Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ án Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan, trùm cuối là ai? Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập từ năm 1992. Giới quan sát nhận xét, một mình bà Trương Mỹ Lan không thể làm mưa làm gió để gây thiệt hại lớn chưa từng thấy đến như vậy, mà phải có sự bao che tiếp tay của quan chức cấp cao, thậm chí là cấp cao nhất trong bộ máy đảng và chính quyền ở Việt Nam. Theo kết luận điều tra của C03 Bộ Công an, bà Trương Mỹ Lan đã lợi dụng danh nghĩa cổ đông chính của ngân hàng SCB và bằng các thủ đoạn gian dối, bà Lan cùng đồng bọn đã rút ruột hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng và gây thiệt hại tới 64.000 tỷ đồng. Đó là số tiền do ngân hàng SCB huy động từ người dân và các doanh nghiệp khắp nơi trong cả nước. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong các vụ đại án tham nhũng ở Việt Nam gần đây, mạng xã hội đã sử dụng một thuật ngữ là trùm cuối để chỉ những kẻ cầm đầu có vai trò chính trong việc biển thủ tài sản nhà nước cũng như chiếm đoạt tiền của nhân dân. Song việc xác định trùm cuối của các đại án vừa qua, danh tính của trùm cuối chỉ là tin đồn. Câu hỏi trùm cuối là ai trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan cũng được dư luận hết sức quan tâm. Cách đây hơn 10 năm đã có tin đồn đoán cho rằng ông Lê Thanh Hải, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, chính là kẻ trực tiếp chống lưng và hậu thuẫn cho bà Lan. Tới mức dư luận nghi ngờ chủ sở hữu thực sự Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan hay của ông Lê Thanh Hải. Vì nhiều chứng cứ cho thấy mối quan hệ chủ và khách giữa ông Hải và bà Lan lẫn lộn lung tung, không biết đâu mà lần. Theo Bộ Công an, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố 3 tội danh: vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ và tham ô tài sản. Trước đó vào cuối năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã bị truy tố về tội lừa đảo trong việc phát hành trái phiếu. Cho đến nay, một trong những lãnh đạo cao nhất bị truy tố và bắt giam là bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bà Nhàn bị truy tố với tội danh là nhận hối lộ lên tới 5,2 triệu đô la từ ngân hàng SCB để bỏ qua những sai phạm của ngân hàng này. Điều đó cho thấy cơ quan phòng chống tham nhũng và tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang nỗ lực giữ lấy bình, quyết không để lộ hay truy tố những con chuột cống cỡ bự. Đó là những kẻ mà ai cũng biết. Bộ ba xe pháo mã Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng và Lê Thanh Hải. Giới quan sát khẳng định nếu không có cán bộ cấp cao chống lưng thì đố mà Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan dám làm bậy. Nhất là trong hệ thống kiểm soát chặt chẽ của nhà nước Việt Nam như hiện nay. Thậm chí một con kiến cựa quậy người ta cũng thấy rõ. Trong khi đó, mấy chục năm qua, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan có nhiều hoạt động làm ăn lớn ở Sài Gòn với những hành động tự tung tự tác, tung hoành ngang dọc như chốn không người, thì sao giới lãnh đạo lại không hề thấy đây? Cách đây khoảng hơn 10 năm, trước pháp đình, bị cán Dương Chí Dũng, cựu Cục trưởng Cục Hàng hải đã khai ra mối quan hệ của bà Trương Mỹ Lan với Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. Qua đó cho thấy bà Trương Mỹ Lan có mối quan hệ khủng khiếp đến cỡ như thế nào. Nhưng vấn đề là lời khai chấn động đó liên quan đến các quan chức cấp cao đã lập tức chìm xuồng, không ai dám nhắc tới, chứ đừng mong cơ quan có trách nhiệm sẽ điều tra, làm rõ. Công luận đặt câu hỏi, bao nhiêu năm nay ai cũng biết Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan có những sai phạm lớn như thế, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của nhiều quan chức cấp cao. Vì sao phải đến cuối năm 2022 mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bà Trương Mỹ Lan? Cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đương kim Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng. Phải chăng chỉ tới khi quá trình rút ruột ngân hàng SCB của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đã mất kiểm soát, khối ung nhọt đã đến lúc bục vỡ không thể cứu nổi, thì bà Lan mới bị bắt để mà điều tra? Một cựu lãnh đạo cấp cục ở Hà Nội cho Thời báo .de biết với điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh cho rằng những người như bà Trương Mỹ Lan có thể ăn cướp trắng trợn tiền bạc của nhà nước, của dân với số tiền lớn khủng khiếp như vậy, chắc chắn phải có thế lực cực mạnh chống lưng cho họ. Người này cũng cho biết thêm, bây giờ cứ chăm dâu đổ đầu tằm, đổ hết cho thanh tra không ai người ta tin, vì thanh tra không thể nào qua mặt được lãnh đạo của họ. Theo giới thạo tin, việc điều tra tìm trùm cuối, kẻ đứng trên cao nhất, tổng chỉ huy trong việc giúp sức cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan không khó.
vấn đề là có chịu làm hay không đây. Cứ gõ đầu các cựu thống đốc ngân hàng nhà nước qua các thời kỳ từ năm 1992 cho đến nay, đó là Nguyễn Văn Bình, Lê Minh Hưng và Nguyễn Thị Hồng, là sẽ ra tất tần tật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vụ án Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan, trùm cuối là ai đây? Vụ án Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan, lỗ hổng an ninh quốc gia, ai phải chịu trách nhiệm? Phó Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Văn Yên đánh giá vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan là vụ án có mức độ sai phạm lớn, thậm chí đạt kỷ lục về hối lộ và thất thoát. Nhưng trong kết luận điều tra của Bộ Công an, hoàn toàn chưa đề cập đến những sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia của Việt Nam như thế nào. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Những ý kiến chia sẻ liên quan đến nội dung này trên trang mạng xã hội có lẽ khiến chúng ta phải giật mình. Thứ nhất, vì sao lại để cho bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát thâu tóm được một nửa khu trung tâm Sài Gòn? Đó là khu vực quận 1, quận 3 trong thời gian rất nhanh. Tại sao tại Sài Gòn, ở những vị trí kinh doanh nổi tiếng, các khách sạn sang trọng, đâu đâu người ta cũng nói đó là tài sản của bà Trương Mỹ Lan? Vấn đề nguy hiểm ở chỗ bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo chiếm đoạt tiền gửi của người dân trong cả nước của ngân hàng SCB lên đến 500.000 tỷ. Rồi lại lấy số tiền này đi thâu tóm những vị trí trọng yếu, mang tính chiến lược. Và ai phải chịu trách nhiệm chính đây? Tiếp theo, vấn đề thứ ba tương tự. Hàng loạt các dự án đầu tư của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ví dụ khu vực Mũi Đèn Đỏ ở ngã ba sông Sài Gòn, Xoài Rạp, được đánh giá là ai chiếm lĩnh được cái yếu địa này thì giống như cái có đã khống chế được toàn bộ khu vực Sài Gòn và Đồng Nai. Mà thế lực đứng sau bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ai cũng biết, chính là thế lực nước lạ. Nhưng trong kết luận điều tra C03 của Bộ Công an đã hoàn toàn bỏ qua điều này. Trong khi đó, trên mạng xã hội Việt Nam, một chủ đề nóng đang rất được quan tâm. Đó là Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đã chuyển tiền về Trung Quốc để sử dụng cho mục đích gì? Phản ứng của truyền thông đại lục liên quan đến việc bắt giữ bà Trương Mỹ Lan và hàng loạt lãnh đạo của tập đoàn Vạn Thịnh Phát ra sao? Tại trang cá nhân của nhà báo Thuận Hóa đã giới thiệu bản dịch một bài viết trên báo Trung Quốc với tựa đề "Chiếm đoạt 90 tỷ nhân dân tệ, người phụ nữ gốc Hoa giàu nhất ở Việt Nam bị bắt, kinh động Lý Gia Thành". Đây là một bài viết phản ánh quan điểm của người Trung Quốc trước vụ việc chính quyền Việt Nam bắt giữ bà Trương Mỹ Lan. Hình ảnh các lãnh đạo của Việt Nam có phần liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Bài viết có một số điểm quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia của Việt Nam, mà đặc biệt là phản ứng của dư luận Trung Quốc trước việc Việt Nam bắt giữ bà Trương Mỹ Lan. Tờ Thời báo.de lược trích một vài điểm quan trọng, giới thiệu các bạn cùng biết như sau. Vì là người gốc Hoa nên bà là nhân vật nổi bật trong giới Việt Nam và một trong vài trường hợp nộp thuế nhiều nhất của Việt Nam. Theo ước tính của tài sản, bà có thể được mệnh danh là người phụ nữ gốc Hoa giàu nhất Việt Nam. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, bà quyên góp vật y tư y tế trị giá 570 triệu nhân dân tệ. Tại sao Việt Nam lại qua cầu rút ván, bắt một doanh nhân đã hào phóng, một người đã mở núi tiền cho họ đến như vậy? Vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Trương Mỹ Lan bị bắt vì tình nghi biển thủ hàng trăm ngàn tỷ đồng, gây náo động cả nước. Người gia tộc họ Trương rất coi trọng tình nghĩa quê hương. Họ ở Việt Nam nhưng họ vẫn cố gắng hết sức để giúp đỡ những người dân Triều Sơn, tức là Triều Châu, một mình đến Việt Nam kiếm sống. Sau khi kiếm đủ lợi nhuận trong thương mại, bà nhanh chóng chuyển sang lĩnh vực bất động sản. Bản đồ kinh doanh bất động sản của Trương Mỹ Lan bao trùm toàn bộ Việt Nam. Quảng trường thời đại Sài Gòn, tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh được tạo ra bởi Trương Mỹ Lan. Khách sạn Windsor mang tên bà là một trong những khách sạn sang trọng nhất tại Việt Nam. Trương Mỹ Lan vốn coi trọng huyết thống Trung Quốc của mình và sự kết hợp với Chu Lập Cơ khiến mối quan hệ của bà với cộng đồng người Hoa càng trở nên gắn bó hơn. Vợ chồng Trương Mỹ Lan đã nhiều lần sang Trung Quốc để tìm về cội nguồn và thăm viếng tổ tiên. Lần nào họ cũng quyên góp một cách hào phóng. Các công viên văn hóa, dân gian Hạo Giang, cung Thiên Hậu Sâm Thạch, miếu tổ họ Trương, miếu quan đế, bà đã bỏ ra vô số tiền bạc của quê nhà, mặc dù tổ tiên của bà đã rời khỏi đây cả trăm năm. Thông qua những hành động dựa vào Trung Quốc, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có được rất nhiều lợi thế kinh doanh mới
và có thể triển khai hợp tác sâu rộng với Trung Quốc đại lục. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam là một người cũng vừa được tặng kỷ niệm chương bức tường vàng. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam không cho bà cơ hội này. Ngay khi Trương Mỹ Lan chuẩn bị thể hiện tham vọng của mình, thì bà đã bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ Việt Nam. Vào ngày 17 tháng 11 năm 2023, giới chức Việt Nam công bố Trương Mỹ Lan bị tình nghi phạm 3 tội danh. Có thể nói bà có một tay hạ gục rất nhiều quan chức trong hệ thống tài chính ở Việt Nam. Trương Mỹ Lan lần này có thể phải ngồi đối mặt với mức án ít nhất là 20 năm tù. Dù thế nào đi chăng nữa, số phận của Trương Mỹ Lan cũng sẽ ảnh hưởng tới kinh tế tư nhân của Việt Nam. Lần này Trương Mỹ Lan thực sự khó thoát. Đó là những phân tích và thống kê vừa kể trên. Tờ Thời báo .d muốn cảnh báo về một vấn đề rất nghiêm trọng. Tại sao nhà nước Việt Nam lại buông lỏng quản lý, cho phép một doanh nhân gốc Hoa, có chồng là người Trung Quốc, có mối quan hệ mật thiết với giới doanh nghiệp của Trung Hoa đại lục, lại được cho phép hoành hành ở Việt Nam như chỗ không người đến như vậy? Và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phải chịu trách nhiệm gì? Đây là câu hỏi người dân đặt ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin vụ án Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan lỗ hổng an ninh quốc gia, ai phải chịu trách nhiệm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.